Chào tất cả các bạn nhé Lại là mình đây Thiên Sơn Điện Gió Chào tất cả các bạn Mình lại quay lại với Điện Gió nha các bạn Thì bữa nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn Đấu tụ để game áp hòa lưới gió nhé Hiện tại đây mình đang xài Nguyên một dàn tụ là 8 cái Như thế này Đây Cái chiều dài của nó là hơn một gang của mình Đấy, nó bự lắm các bạn thì cũng nặng lắm thì tụ này mình để tụ lớn này này mình để dùng cho cho con hòa lưới gió 2k cái này là nó nạp xã vô thay mình thấy xài một thời gian rất chi là ok ngày trước mình xài cái loại nhỏ thì không có đủ thấm thiếp vào đâu nhưng mà sau này xài những con lớn này mình thấy ok lắm nó không bị xả nôm loát rồi. này nọ tầm lâm thứ cái hiệu suất mà, nó không bị chập chờn nhiều nha như uh, hiện tại ở đây thì mình uh, cũng dùng uh, sạc này sạc này uh, sạc vô cái bình nhưng mà bình hư rồi để chuẩn bị uh, kiếm tiền thay nó nữa, nữa thì đây cũng cũng sạc uh, năng lượng mặt trời nha cái này là mình đang mình đang sạc năng lượng mặt trời ấy. không có sạc gió nha okay. <laughs> đây cái này mình cho con một k này này mình cho chạy uh, hòa lưới với mặt trời ra có một hay tấm bể pin bể thì nó ra công suất nó thấp xìu à rồi thì cái cái con uh, hòa lưới này này thì nó lại đi với cái dàn tụ này đây ngày trước mình uh, xài uh, năm 2019 mình đã chơi rồi đến tụ này để ghi map lại rồi nhưng ngày trước mình mua có ba con thôi nên là ghi lại nhiều khi cái, cái con hòa lưới 2 k này ngày trước á, là lúc gió lên cái là nó chả chả bóng 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 chở hiện tại con này giờ mình không có pin nên là cho nó đi nghỉ rồi nó nghỉ ngơi rồi còn có wifi theo dõi con này nữa bữa trước bữa trước thì chơi chạy con này hiện tại giờ không có ấy thì mình đã cho nghỉ rồi nghĩ để và như điện dối xuống á điện xuống thì các bạn phải dùng diode này diode loại tốt đấy cho nó xuống bắt đầu bạn kéo một dây một cặp dây này một cặp dây này nó sẽ đi vô đây đi vô trong con hòa lưới này nha ngày trước mình đã chia sẻ ở trên video là cách đấu dây đi rồi thì giờ hiện tại á lấy thêm một cặp dây nữa đấu xuống cái dàn dàn này một cặp dây nữa đi xong xong đi xuống cái này hiện tại cái cái áp con này con này là lên tới 350V và 15.000 UF này cho các bạn xem rõ nha 15.000 35 US 350v Mình loại to này mình thấy ok lắm Trước khi chưa có nó là mình dùng mấy con chở mà khi mà gió lớn lên cái là nó bị xả còn khi lúc gió nhỏ là nó bị không không lấy công suất mà nhiều khi uống phí mất Đấy Thì lấy một cặp xong còn một một dây nữa một cặp này nó từ đây nữa từ đây nó sẽ đi qua một cái CB đây lên trên cái CB này CB ba pha này điện gió này nhưng mà mình sẽ đi qua một cái CB này nữa đấy CB này là nó sẽ nhiệm vụ là đóng hắt điện khi có thể là gió lớn này kia mình có thể đóng hắt nó À, từ một cái dây bên đó là nó sẽ kéo về đây cho con này chứ không phải là mình lấy từ ở đây trực tiếp đâu nha ngắt ngay đây luôn biết hai nó đằng này thì mình sẽ câu thêm vô trong cho nó ví dụ như gió lớn quá đi thì mình sẽ uh, cho nó chạy hai con lúc mình đẩy lên như thế này là mình đẩy lên thế là nó chạy được hai con trên một lúc nói chung là sơ đồ này uh, nó cũng dễ thôi nhưng mà hiện tại mình chưa có hoàn thiện đó nên là dây nó còn hơi lỏng hoàng nên là các bạn có thể là nhìn thấy mình sẽ có thể vẽ cho các bạn thôi chứ còn giờ uh, không nói hết được đâu Ví thứ hai nữa là khi mình chơi gió rồi á cái cái chở mà zin bản của nó là mình đã thay hết cái cái chở zin bản của nó là, là lúc nào nó nó nhỏ nó tròn á thì nó cũng công suất cao nó dễ bị đứt lắm vì hài nó 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 đổ lòe đổ lòe à nó xả chở nên là mình xài bây giờ sẽ đổi qua cái loại này và open trên cây sắt này chứ cho nó tản nhiệt ra nữa nếu mà có chuyện gì xảy ra và nó tản nhiệt vì thứ hai nữa là nó đã tránh tránh cái chữ chỗ mà những nơi có dây điện như thế này có thể là nhiều khi nó xả sẽ đun lót á, nó lên trên này nó nóng dây đầu này kia nó sẽ cháy ra cháy đồ cháy dây của mình. thì đây là cái 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 con chở của 2 k này. hiện tại bên này là mình cũng thay luôn này. đây, đây là cái con chở của con hòa lưới một k này. đồng nai đây cũng đấy, thì công suất của thông pin mấy thông pin bể thì nó lên có ba rưỡi hết cỡ ba tấm nhưng mà mình nhà mình đâu có xài gì nhiều đâu bên ngày đó cũng dư rồi nhưng mà mình vẫn cứ làm để thôi đó, như mấy con chở chở này là có con sạc chuyên gió này chở sạc chuyên gió nào mà nó cũng cháy rồi mình đang đi sửa rồi mà vẫn chưa được chở với cái con uh, sạc đó mình mua tới 3 triệu mấy đây bữa sau mình sẽ uh, quay video cho các bạn xem cái con sạc đó sạc chuyên gió luôn nha bình thì xài năm rồi nó ban lên chắn hết rồi tụ này thì còn nguyên à tụ này nữa mình mua tới hai triệu mấy đó. nguyên cái bộ này kia uh, nên là giờ cái loại này mình thấy hiếm nên mình mua thôi chứ cái loại mà như thế thế này này rất nhiều nên là mình uh, rất nhiều đấy, đấy thì quy khách để mà ghim tụ lại thì uh, các bạn cần sơ đồ thì mình gửi còn nếu mà không cần thì các bạn đã biết sẽ biết đâu thôi đấy cho các bạn xem thì mình chưa có làm xong thì nó còn hơi bề bộn các bạn mình tính làm xong hết rồi thì nó, thì nó không bề bộn à, Cho nó đấu đấu về một cái tủ Cho nó gọn lại Bình biết là này kia mình sẽ làm một cái tủ riêng biệt ra Chứ hiện tại mình đang làm nhiều khi cứ lôi ra lôi vô á Đấu lại này kia nên là không có được Nên là mình phải làm ngoài Cho nó tiện Rồi cái sơ đồ Có <laughs> mình đây thì Mình đấu đây là một con tô pin này Uh, vẽ sơ đồ lại cho các bạn đấu nghiêm tụ nha thì đây mình vẽ như thế này này là một cái uh, cầu dạng cái cb hoặc là cái cầu dao tùy các bạn 3 pha nha thì đóng ngắt uh, đây. đây cb uh, cb này rồi thì cái này uh, nó sẽ đóng ngắt qua xong rồi tới uh, cái uh, diode diode này nó phải là ba chân này đây đây là ba chân này thì nó sẽ ra cộng trừ đây cộng trừ này thì mình sẽ gắn vào quân hòa lưới này luôn hòa lưới này hòa lưới gió nha thì đây là mình đã vẽ sơ trước rồi hòa lưới này gió này đó còn ba ba cái dây để thường thường cái quân hòa lưới gió nó sẽ có ba cái dây này lên ba cọc này lên và nó sẽ thêm hai cái cọc là chở nữa à, chứ không phải là như hết như thế này đâu này là chở này chở này chở này là chơi xả này đó thì các bạn nhiều khi lúc mình nói trên cái nó rườm ra. rồi thì cái con hòa lưới thì nó phải bắt điện nguồn một giây sẽ cắm xuống hòa lưới rồi này lưới là điện nhà đó các bạn đấy thì còn cái phần ghim tụ này đây là cái phần ghim tụ này cho các bạn này. Đây. Ví dụ như giờ mình gắn tổng là bao nhiêu con tụ tùy các bạn. Đây. Ví dụ như đây là dương nha. Dương này. Dương này. Âm này. Âm này. Đó nha các bạn. Bạn thấy chưa? Ví dụ như giờ dương thì nó áp như thế nào thì sẽ dùng áp. Thì đây dương. Dương nói với dương này xong rồi sẽ có một đầu dương này lên lên đây rồi bên đầu âm này thì sẽ nối 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 lại với nhau ví dụ nối qua đây thì mình không có biết vẽ như thế nào thì chỉ có vẽ được như vậy thôi nhé các bạn thì âm này âm này sẽ còn một đầu sẽ đi qua đây đây đó tụ thì các bạn gắn có thể là vài chục con cũng được nhưng mà to to một chút chứ còn nhỏ như đầu ngón tay này hay là 63.000 thì mình cái loại đó cũng không ăn thua đâu. Mình đã xài một thời gian rồi. À, trước 27 thì mình đã xài loại tủ uh, âm ly rồi. Nhưng mà cái loại đó không ăn thua. Và xài, đã xài loại lên 500V nhưng mà loại đó cũng nhỏ. Mình không, sau này mình mới lấy cái loại tủ lớn. Tủ lớn càng nào tốt đấy. Thì nó ghim lại để cho con hòa lưới mình nó hoạt động tốt lắm. Hoặc lưới gió này nhiều khi nó lên nhưng mà cái điện áp nó ghim lại, không bị đổ đổ tải ra chở. Mình đã thấy rất chỉ là hay. Ví dụ như áp lên cao quá khi mà lúc gió nhỏ là không lấy được tí công suất nào. Thì khi mà giống như cái thằng thu pin gió này này. pin gió này nó nó chạy ra áp ví dụ như tới 20V thôi. Thì nhưng mà cái dòng nó vẫn có nó nạp ở trong cái danh dàn tụ này này cái dân tụ này này đây thì có phải là qua đi này để nó chuyển qua DC rồi là nó nó ghim lại cái tụ đây rồi khi mà cái quân hòa lưới này đủ áp rồi ví dụ như 22 đi 22V thì cái thằng này nó sẽ phóng ra phóng ra để chạy con này mà nó cái, cái quân tô pin này khi mà đã có tụ rồi thì nó sẽ chạy nó nhẹ hơn so với không có tụ nha các bạn nó, nó kỳ vậy đó mình thấy rất chỉ là hay đợt mình gắn cái con loại không khí á ví dụ như cái tô loại không khí gắn đây nhưng mà khi mà gió tầm 3 mét trên dây là nó đứng gọi là không có công suất khi mình hòa lưới 45 90 là không có tí nào hết á nhưng mà khi mà gắn tụ cho rồi thì dòng nó cứ phóng lên nó không có nhiều nhưng mà nó cứ phóng lên liên tục rồi đó nhờ nhờ dân tụ này đó thì các bạn có thể là vẽ ra đẹp hơn thì các bạn sẽ vẽ thôi ví dụ như giờ đây là cái cầu dao này rồi đây là diode này đây là bình này thì cái này cái này này thì nó cũng đi chung với thằng hòa lưới hay là sạc ví dụ như cái, các bạn dùng sạc thì cũng hiệu quả như nhau các bạn sạc thì nó nó cũng qua đây nó ghim lại trước trước con uh, sạc nha chứ không phải là ghim sau con sạc sạc xuống đây là nó sẽ ví dụ như giờ nó, như cái này thì nối tiếp ra đây như ví dụ như cặp dương này thì nó ra tiếp một cặp âm này nó ra tiếp một một dây nữa thì nó sẽ xuống luôn thêm một cái quân sạc đây gọi là sạc đi rồi sạc thì nó sẽ vô dương âm thì nó y chang như thế này à đấy thì cái này mình đang vẽ là dương này bên này. Đó. đúng rồi bên này là dương này cái này âm này đó thì nó ra thì vô bình rồi cái này là nó nhiệm vụ vô bình rồi cái này lại lại cọc thêm một bình nữa này, bình này đó là bình này thì đấu vào đây thôi cái này là sạc uh, các bạn nếu mà có có hòa lưới gắn chung hòa lưới á, gắn chung hòa lưới các bạn gắn thêm con sạc vẫn được nha đấu song song với nó thì con sạc M sẽ dùng con sạc MBT sạc MBT thì áp nó lên được sự khống chế của cái thằng hòa lưới này nên là các bạn cứ sạc thoải mái <laughs> không có vấn đề gì hết á mình đã thử qua hết rồi Ví dụ như giờ mình đang hòa lưới con 22 hay là 45 90 tùy các bạn Thì những cái thằng nhiệm vụ có cái thằng áp này và thằng này Ví dụ như dưới áp có thằng này thì cái thằng này vẫn chạy mà cao hơn thì thằng này MBT này nó vẫn cứ chạy nha Sạc MBT MBT Solar Đó sạc loại 4, 45 đến 90 thì đó bạn thì mới sạc được nhiều nha 45A đi đó đây đây ví dụ như đây là hòa lưới 2k đi 2k 2 kW đó thì kết hợp song song được ví dụ như mình muốn còn không nữa thì các bạn sẽ dùng đến bắn tải bắn tải thì bạn bạn dùng một con sạc gió cái này không được cái sạc sạc này là không gì sử dụng được thay bằng sạc gió sạc xuống bình rồi câu từ cái bình này lên cái cổng có thằng này chứ không có chạy qua này nữa cắt cắt bỏ cái dây cộng trừ này có thằng này mà lấy cái từ điện bình như này lên thẳng con này hòa lưới gió cho chạy bán tải nha các bạn nhưng mà cái áp của nó ví dụ như 45 90 thì, thì lấy từ 45 90 chứ không có là phải từ 45V chứ lấy 22 không có bán tải được có cách để làm cho nó chạy bán tải con uh, chạy uh, quân con 2k này áp từ 10V đến 30V vẫn được và 22 đến 65 và 45 90 cả kể cả con 1 ký cũng được mình làm được hết nhưng mà hiện tại khi mà dùng bằng cái quân MBT solar này thì dẫn đến cháy cháy cái thằng này cụ <laughs> phát mà nhỏ thì sẽ không sao nhưng mà nếu mà cụ phát thì tầm bốn ba mươi kg đến 50 kg là dễ bị cháy con này con này tầm 60 a thì nó vẫn đi như bình thường nha các bạn đấy thì sơ đồ nó nằm như vậy đấy còn nếu như các bạn này ví dụ như như thế nào thì hãy thắc mắc thì cứ nói mình mình để ra video cho các bạn xem thì cái này cũng hơi rườm rà rồi mình chào các bạn nhé các bạn hãy vẽ lại cái này. Chứ đừng mình vẽ này không có rõ được như các bạn nghĩ đâu. Mình nói được nhưng mà mình không có vẽ được. Mình không có đăng khiếu các bạn. Rồi, chào các bạn.